Để nó ăn cái gì? Máy quay luôn. Chị cũng mới trị cho một cái thằng cu năm nay nó mới, thằng Kiên là 17 tuổi phải không thấy? Nó 17 tuổi, nó đi trị da liễu hơn năm rưỡi rồi, không hết. Mà nó quay chị có 3 lần là hết đó. Giờ đang nó đang đi kiếm tiền nè, nó trị thâm. Tại thâm thì nó mắc hơn. Uống nước đi em. Có bánh có mứt á. Ăn đi. Có bánh có mứt trên bàn á. Đủ loại hết á. Có hạt điều nè, mứt nho nè, rồi cái gì nữa đó. Còn cái bánh nữa kìa, cái bánh ngọt, ăn đỡ bánh ngọt, đỡ đói đi. Thấy cái bánh ngọt không? Trời, nó còn lâu lắm, em ăn đi, em lo em ngồi em ăn em uống đi, hơi đâu mà ngồi đó kiên nhẫn đợi. Chút nữa nó về nó ăn sao? Nó suy nghĩ. Theo kịp con bé thêm. Em coi phim cây táo nở hoa không? Mình xin. Hả? Nở hoa hả? Hay lắm, coi đi. Phim Việt Nam á. Nó hay mà nó ra từ ngày tập coi chán. Tần nó ra nó có 4 tập à. Trời ơi, má đau.
Nhìn giùm chị một xíu nha. Có mỗi người không? Mỗi người nằm nghiêng người á. Em chỉ thấy ra không thấy mỗi. Tới chưa Thi? Tới không? Cái này 10 phút thôi nha. 10 phút mà tắt được rồi.